Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Quần áo gối ố vàng đừng vội ném đi, mắc bệnh mèo nhỏ giúp giặt sạch bay vết bẩn. Quần áo màu trắng dễ bị ố vàng và rất khó giặt sạch. Chính vì thế, nhiều người lựa chọn không sử dụng hoặc vứt bỏ những đồ màu trắng đó. Tuy nhiên, hãy cùng học những mẹo làm sạch đồ sau đây để có thể thổi bay mọi vết ố bẩn nhé. Thứ nhất, hòa tan một ít baking soda với nước ấm, sau đó ngâm quần áo ố vàng dính chất bẩn khó giặt hoặc bị dính màu sắc khác vào trong khoảng 7 hoặc 8 giờ. Sau đó, đưa ra cho vào máy giặt, giặt bình thường, chúng ngay lập tức trắng sạch như mới. Thứ hai, nếu như quần áo vẫn không sạch vết ố, bạn có thể dùng muối hòa tan trong nước ấm, ngâm trong một đêm, sáng mai quần áo sẽ trở nên trắng sạch tinh khôi. Thứ ba, aspirin ngoài việc giảm đau cũng có tác dụng làm sạch. Cho vài viên aspirin vào nước, hòa tan rồi cho quần áo vào ngâm qua đêm, sáng mai dùng bột giặt, giặt lại như bình thường. Nếu dùng máy giặt, bạn có thể nghiền nhỏ thuốc aspirin, rồi cho vào cùng với nước giặt, giặt và phơi như bình thường. Một điểm nữa là nếu ruột gối bị ố vàng, thì sau khi làm sạch, bạn phải phơi gối dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều giờ để khử trùng. Còn nếu là quần áo, thì bạn chỉ cần giặt và phơi như bình thường là được. Cùng tham khảo một số mẹo vặt làm sạch hữu ích khác nữa. Thứ nhất, làm sạch bề mặt bàn ủi. Bạn trải một lượng muối lớn dưới bề mặt bàn ủi để bàn ủi ở nhiệt độ cao nhất và tắt chế độ hơi nước nếu có. Khi bàn ủi được làm nóng, các vết bẩn trên bề mặt bàn ủi sẽ được muối làm sạch và sáng bóng như trước. Thứ hai, làm sạch bàn phím máy tính. Nhưng lúc rảnh rỗi, bạn hay gấp đôi một mảnh giấy phủ chất dính, sao cho nửa có chất dính ở phía ngoài. Sau đó chà xát nó xung quanh các phím máy tính để thu thập tất cả các bụi và mảnh vụn bám trên đó. Thứ ba, giữ cho nệm luôn sạch sẽ. Rắc bột baking soda lên nệm của bạn cho đến khi nó tạo thành một lớp mỏng. Đợi khoảng 10 phút và sau đó hút sạch tất cả lên. Thứ tư, loại bỏ nước cứng bám trên vòi rửa. Rất đơn giản thôi, hãy sử dụng một chiếc bàn chải cũ để chà xát bề mặt vòi bằng nước soda. Sau khi hoàn thành, vòi rửa của bạn sẽ sáng bóng như mới. Thứ năm, làm sạch những vị trí khó lau chùi trong bồn tắm. Rất đơn giản, bạn hãy trộn một hỗn hợp nước cốt chanh và baking soda và phun vào những vết bẩn. Đợi 5 phút và chà xát lại vết bẩn bằng một bàn chải cứng. Chín thực phẩm giúp răng trắng đẹp tự nhiên. Các cách tự nhiên để làm trắng răng tại nhà nhanh chóng sẽ giúp răng bạn trông trắng và tươi sáng hơn rất nhiều. Thứ nhất, nước. Nước có khả năng làm sạch răng và miệng của bạn một cách tự nhiên. Vì vậy, súc miệng nhiều lần sau khi ăn hoặc uống để ngăn ngừa vết bẩn tích tụ trên răng. Ngoài ra, bạn chỉ cần đảm bảo rằng không có lượng thức ăn dư thừa đang bám vào răng. Thứ hai, hạt và quả hạch. Nhai những thức ăn nhẹ sẽ giúp bào mòn mảng bám và vết bẩn trên bề mặt răng. Ăn một vài quả hạnh nhân cho bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều sẽ giúp bạn bổ sung protein, chất béo lành mạnh và giúp bạn có được hàm răng trắng như ngọc trai. Thứ ba, củ hành. Mùi củ hành thường khiến người ăn không thoải mái, nhưng lợi ích của chúng là rất lớn. Mặc dù hành có thể không phải là thực phẩm lý tưởng trước bữa ăn nhẹ, các loại cây họ hành thường gây bất lợi cho hơi thở của bạn, nhưng lại có lợi cho răng. Bởi vì củ hành không màu nên sẽ không gây vết bẩn trên răng,
và ăn chúng thường xuyên, tương tự như bạn đang đánh răng. Thứ tư, bông cải xanh. Không giống như quả Nam Việt quất và củ cải đường, bông cải xanh không mắc kẹt vào răng của bạn. Tất nhiên, nó sẽ không gây ra các vết bẩn khó coi trên bề mặt răng. Thêm một số bông cải xanh tươi vào bữa ăn của bạn và những bông hoa con di chuyển qua lại trên bề mặt răng sẽ tạo thành một chiếc bàn chải tự nhiên. Hãy thử và trải nghiệm, bạn sẽ có được một hàm răng trắng sáng đáng kinh ngạc. Thứ năm, sữa chua và sứa. Những thực phẩm này cực kỳ tốt cho răng của bạn, bởi vì sữa chua và sứa có chứa hàm lượng canxi cao, giúp răng chắc khỏe và làm cho men răng trắng và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thực phẩm giàu canxi như rau bina có màu tối nên sẽ không mang lại kết quả tương tự như sứa và sữa chua. Thứ 6. Giấm táo. Sử dụng giấm táo để chải răng mỗi ngày là phương pháp hoàn toàn tự nhiên để làm trắng răng. Vào buổi sáng, hãy súc miệng với giấm táo. Một muỗng cà phê giấm táo pha với một cốc nước sẽ trở thành nước súc miệng cực tốt và hiệu quả cho răng và nướu của bạn. Thứ 7. Nấm hương. Nấm hương có chứa lanthanum, một loại đường không gây sâu răng, đồng thời ngăn chặn vi khuẩn tạo mảng bám trên răng. Thứ 8. Format. Format, đặc biệt là format cứng, chứa nhiều canxi, giúp làm răng chắc và khỏe nướu. Thứ 9. Cà rốt. Cà rốt có lợi trong việc loại bỏ các mảng bám trên răng một cách tự nhiên. Bạn chỉ cần chà cà rốt trên răng và kiên trì thực hiện mỗi ngày để có hàm răng trắng sáng. Ngoài ra, cà rốt cũng có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn bằng cách cải thiện sự cân bằng axit và kiềm trong miệng. Vì vậy, mỗi khi bạn nhai cà rốt, răng của bạn sẽ trở nên trắng hơn. Cần tây và táo cũng có lợi như chất làm trắng răng. Đây thực sự là một loại mỹ phẩm chuyên dụng giúp ngăn ngừa viêm răng, các bệnh về nướu và diệt vi khuẩn gây mùi hôi. Mười cách trị vết mũi đốt ngay tức thì mà không cần bôi thuốc. Hầu hết các vết mũi đốt thường vô hại, nhưng có một số gây ra cảm giác ngứa và khó chịu. Khi đó, gáy sẽ khiến các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Bạn hãy áp dụng các cách sau. Khi mũi đốt, một chút nước bọt của chúng sẽ đọng lại trên da của chúng ta. Bác sĩ y tế và da liễu Sattner ở New York cho biết, protein trong nước bọt muối gây ra cho hệ miễn dịch của chúng ta phản ứng dị ứng nhẹ, dẫn tới viêm và ngứa ngáy chỉ sau vài giờ. Không những thế, vết mũi cắn còn có thể mang mầm bệnh, nhưng phụ thuộc vào khu vực sinh sống. Nếu sau khi bị mũi cắn, cơ thể bạn có dấu hiệu phát ban, khó thở hoặc cổ họng bị sưng, hãy đi khám ngay, vì đó có thể là dấu hiệu của các bệnh nghiêm trọng như sốt xuất huyết, sốt rét hay Zika. Tuy nhiên, đối với những vết mũi đốt thông thường, bạn có thể áp dụng các phương pháp dưới đây để điều trị ngay tại nhà. Thứ nhất, nha đam. Tành nha đam tươi không chỉ làm cho vùng da bị mũi đốt mát lạnh mà còn giúp giảm sưng hoặc ngứa. Các đặc tính chống viêm của nha đam giúp giảm đau tức thì do bị kích ứng. Thứ hai, hành tây. Một lát hành tây tươi đắp trên vết mũi cắn có thể làm giảm viêm và cảm giác ngứa ngáy ngay lập tức. Nước ép hành tây có thể giúp giảm bớt vết châm chích và kích ứng. Ngoài ra, đặc tính chống nấm của củ này cũng giúp hạn chế tình trạng nhiễm trùng. Bạn có thể sử dụng tỏi, cũng có công dụng như hành tây. Thứ ba, đá viên. Đá viên hoặc túi trầm lạnh có thể là một phương thuốc hiệu quả đối với vết mũi đốt. Đá làm tê vùng bị tổn thương và giúp kiểm soát sưng. Bọc vài viên đá trong một chiếc khăn, sau đó ấn vào vết cắn trong 10 phút. Bao lâu phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của bạn. Thứ tư, trà túi lọc.
Một trong những biện pháp khắc phục tại nhà tốt nhất khi bị muỗi đốt là sử dụng trà túi lọc. Chất tannin tự nhiên trong trà hoạt động như một chất làm xe, hút chất độc ra khỏi xe và giúp giảm bớt sự khó chịu. Bạn lấy một túi trà lọc đã qua sử dụng, ấn vào vết muỗi đốt cho đến khi tình trạng ngứa giảm. Thứ năm, chanh. Các đặc tính chống viêm của chanh giúp giảm nguy cơ phát triển nhiễm trùng và giảm ngứa. Thứ sáu, baking soda. Đây là một trong những cách tự nhiên hiệu quả nhất để chữa muỗi đốt. Một dung dịch kiềm mạnh thường sẽ làm giảm ngứa do côn trùng gây ra. Hòa một ít baking soda với nước rồi đắp lên vết muỗi đốt. Thứ bảy, giấm táo. Cũng giống như baking soda có thể giúp trung hòa vết cắn của côn trùng, giấm táo cũng có thể giúp cân bằng độ pH của khu vực bị nhiễm bệnh. Giấm táo chứa ít axit hơn các loại giấm khác và là lựa chọn tốt để khôi phục độ pH tự nhiên. Thứ 8, bạc hà. Nghiền lá bạc hà thành hỗn hợp sệt và bôi lên vùng bị muỗi đốt để mang cảm giác mát lạnh. Thứ 9, rượu. Lấy tăm bông nhúng một chút rượu rồi sau đó thoa lên chỗ vết muỗi cắn. Đây là cách làm massage giảm ngứa ngay lập tức. Thứ 10, mật ong. Khi được bôi lên vùng bị ảnh hưởng, mật ong giúp giảm ngứa và ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng do tính chất sát trùng của mật ong. Ngoài ra, mật ong còn giúp giữ ẩm cho khu vực bị tổn thương và giảm sưng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.